Bế mạc ngày hội du lịch nông nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2023 đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn quý lãnh đạo, quý đại biểu và quý khán giả đã đến thưởng thức chương trình. Xin kính chúc quý vị cùng gia đình hưởng một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Và ngay sau đây, trang trọng kính mời quý lãnh đạo cùng lên sân khấu trao những phát quà tươi thắm đến các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên của nhà hát Cao Giang Lầu và trung tâm văn hóa tỉnh. Trang trọng kính mời ông Trương Công Đặng, nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy, ông Trương Minh Chiến, nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy, đại tá Hồ Việt Triều, giám đốc công an tỉnh, ông Phan Thanh Huy.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và bà Trần Thị Lan Phương, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bạc Liêu cùng lên sân khấu trao những phát quà tươi thắm đến các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên của nhà hát Cao Giang Hầu và Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ga luôn.